Yêu thương quý chị, chào mừng quý chị quay lại với kênh Vivo 2618. Em đã làm một số clip và cảnh báo với anh chị quý nhà đầu tư về kịch bản VN-Index trong thời gian sắp tới. Ngoài những thị trường VN-Index thì em có tham gia một số thị trường như FX và crypto. Sau thời gian em đánh con vàng trận vừa rồi, trận Tết vừa rồi thì em nhận ra một cấu trúc, đó là khi mà tạo xuất hiện một cao trào bán thì xuất hiện ra tạo ra một hình mô hình lũy hộp Davat và sau đó break khỏi cái hộp Davat này tiến lên, thì em có làm, em đã có nhập hai lệnh ở đây giá 74 vì em kéo Fibo là rơi vào vùng 0.618, nhưng nó đã đánh cho em thủng cái nền này và em phải cắt lỗ. Nhưng khi đã hình thành cái đáy này thì em nhận ra đây là một mô hình rất là kinh điển. Đấy, đây là một trong những mô hình cấu trúc thị trường là triệu đô. Và sau đó em đã vào khu vực này rất là lớn, có số lượng rất lớn, hai nốt dầu. Đó, hai nốt dầu. Và em đánh lên cái đỉnh này. Đó, và em đang chờ một cái Fibo hồi về 0.618 và liên tiếp. Và em đã nhận ra điều này thì hiện tại em đã nhận ra là VN-Index chạy rất giống con dầu này. Đó. Thì quý chị nên nhớ rằng là tương lai luôn luôn có hình bóng của quá khứ. Đó. Sau một cái cao trào bán thì nó hình thành một khung hình tam giác tích lũy. Sau đó break khỏi cái mô hình tam giác tích lũy này và tiến lên cái vùng kháng cự bên trên cái vùng bán, vùng cung này. Và giá đã tạo thành hai đỉnh và rơi. Đây là nó cũng đã hình thành một cái mô cái cao trào bán tiếp theo và tạo thành cái mô hình hộp Davat, và sau khi break khỏi cái hộp Davat này thì giá chắc chắn nó sẽ về cái vùng đỉnh cũ này và tiếp tục sẽ rơi. Thì em sẽ có hai kịch bản, một và đầu tiên là nó test lại đường trên này chéo này, đó, test lại đường cái trên này chéo này, đây là đường trên này trung dài hạn đó mà giá đã break qua đó, mọi thứ đều rất ok. Nhưng cái kịch bản này em chỉ chiếm trong khoảng 20% của em thôi, và kịch bản mà khi mà em có kịch bản nó đã phá khỏi cái đường trên này và nó quay về cái vùng nền tích lũy này trước đó, tức là một vùng 1020 đó. Tại sao em lại có căn cứ đó? Tại vì cái mô hình của nó hoàn thiện đến cái mô hình rất ưa thích của cá mập cá voi. Và em nhận ra đợt vừa rồi có nhận ra một điều anh chị để ý này, tức là khối ngoại đang bán rất ồ ạt trong những phiên tuần vừa qua đó, quý chị cũng để ý điều đó. Em lên cái clip này, sau clip này chắc chắn sẽ ăn gạch đá rất là nhiều. Sẽ có người bảo giống như thầy em đã bảo là thời cha này chả biết cái mẹ gì, đúng không, cái loại ỉa 7 ngày mục đích không thôi, đó là cái mà em chắc chắn sẽ có nhận được sau cái clip này. Nhưng cái tư duy ngược đám đông, đó, đám đông luôn sai, em luôn luôn ghi nhận điều đó. Đám đông luôn sai tại hai đầu mút. Và trước một pha uptrend thì bao giờ có một pha rơi, đó. Lịch sử nó đã chứng minh cho chúng ta thấy. Trước một cái pha lên thì bao giờ có một pha rũ. Bao giờ cũng có, đây, trước một pha lên thì có một pha rũ. Đó. Thì lần này cũng vậy, trước một pha lên chắc chắn còn pha rũ. Thì chúng ta sẽ biết là cái vùng cân bằng cung cầu tại vị trí nào để chúng ta có thể tiếp tục vào hàng, hoặc anh chị phải cân đối lại nát của mình làm sao tối ưu. Và cái vùng tham minh là vừa rồi em có tham minh là cái vùng ngày 19, ngày 20 tháng 2 này. Nhưng em xin phép là tham minh lại cái vùng này, tại vì em đã nhầm tháng thứ 7 chủ nhật, ngày thứ 7 chủ nhật chúng ta không giao dịch. Thì em thăng minh muộn nhất là ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 này, thị trường sẽ vào một pha điều chỉnh, có thể là điều chỉnh hai đỉnh anh chị nhé, nó giống như cái pha này, nó tạo hai đỉnh này trong chắc một hắt. Nhưng em thiên về kịch bản là vào ngày 24 đó. Còn mọi người như lần trước, mọi người hỏi là thế loại kia, em bảo luôn là đến cái ngày đó chó nhà em nó ốm nên thị trường sẽ điều chỉnh. Và cái điều chỉnh này là điều chỉnh của quy luật vũ trụ. Và VN-Index này luôn luôn chuyển động. Hiện tại cái góc mà VN-Index đang chạy, quý anh chị có thể để ý là góc 45 độ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Nếu
Nếu quý anh chị thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ với mọi người. Cho em một like để em có thể làm lấy đó làm động lực để ra những clip tốt hơn phục vụ mọi người, cũng như đồng hành cùng quý chị nhà đầu tư trong giai đoạn từ 2024 đến 2026. Một lần nữa xin cảm ơn quý chị.